đó. Bây giờ mới mời. Sống hơn mẹ nuôi con không lớn, bên áo tâm thân gầy cha che chở đời con.
về sau. Và đến đây để chia sẻ, để mở đầu cho cuộc hôn nhân tràn đầy hạnh phúc và bền lâu, xin cô dâu và chú rể hãy chia sẻ bạn đồng quanh góp gụ sân tay vui mừng ngày hạnh phúc. Gà vàng múc nước diễn tiên, châm vào đi gọc kết duyên tao cùng. Đây như một chén rượu đầy, anh chưa nhắc miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu tay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, chai rượu hai đã góp xong một trọng hai phần lớn để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể như thế này. Vâng, và giờ đây để hướng về cội nguồn, để tỏ chút lòng tri ân sâu sắc đến đấng sanh thành và giáo dưỡng, xin cô dâu và chú rể hãy nâng chén rượu hiếu dụ tình để dâng lên cha mẹ hai đời biết ơn và tỏ chút lòng hiếu thảo. Vâng, ly rượu này chúng con sẽ kính dâng lên cha mẹ để thay lời biết ơn và tỏ chút lòng hiếu thảo. Vì con mà cha mẹ phải ngại cực khổ gian lao, cha mẹ đã sinh chúng con ra nuôi chúng con khôn lớn, cha mẹ đã cho con một tự hào, một cuộc sống hạnh phúc rạng ngời như ngày hôm nay. Dân đi rượu tràn đầy hạnh phúc, rượu nồng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ sống già, ân sâu nghĩa nặng như là biển đông. Cô dâu em mặc nha cô dâu ơi, xác xác qua đây rồi, em mặc nha đưa con trai mang trao đẻ. Vâng, và giờ đây thì chúng ta cùng xin hai bên tham gia hãy sức lại gần nhau, nắm tay nhau và uống cạn ly để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai đứa con thân yêu của mình ạ. Vâng, và để hòa cảnh bầu không khí vui tươi hôm nay, mừng ngày hạnh phúc trăm năm cho Mai Thi và Thu Quân, xin quý vị và các bạn hãy nâng ly cho thật cao, giơ cho thật to và uống cho thật cạn để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể quý vị. Nào, nâng lên ly lên. Thank you.
bà ba mẹ đi. Rồi anh làm ơn chốt lại cho em bốn đưa quý vị đi qua thư vấn. Thì hôm nay cha mẹ đã tổ chức một buổi lễ để mình thành hôn cho nhau. Thì hai bạn thấy có vui không ạ? Có thật là hoành tráng không? Cô Châu Mai Thi xin cô Châu cho biết hôm nay có cảm thấy có vui không? Ai nói ra rồi, ai nói cha mẹ ha. Dạ dạ đúng rồi cha mẹ. Bạn uống nha, để lát cũng đi uống nha. Hôm nay rất là vui, rất hơn ba mẹ. Cảm ơn đã đến thành phố Huế để vui vui với mọi người. Vâng, và thì bây giờ đáp lại tổng chương trình đó thì cứ để đi hôn và cô Châu hãy hôn cha mẹ mình một nụ hôn để một chút gì đó để đáp đền cha mẹ và làm cho cha mẹ vui. Cô Châu có thể hôn cứ để hôn mẹ của mình và cha mình một nụ hôn để cho cha mẹ vui không ạ? Đứng xích ra cái MC ơi. Chú để như vậy ạ? Chú để như vậy ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn và đội hôn vừa rồi cũng xin phép lời thật là ra mắt của hai song thân của cô dâu và chú rể. Và đội hôn xin được xin trân trọng là kính mời hai song thân của cô dâu và chú rể hãy dời gót về phía dưới rồi để chuẩn bị cùng bạn bè người thân của mình. Rồi cũng vậy, cũng trước cái che lấp rồi. Rồi. Để xin mời hai sinh viên hãy về góc về phía dưới để cùng các bạn nhà này về thân. Chúng ta cứ để lại. Hơn phần thật nữa thì xin mời quần áo xin các bạn cho đến nhà thi thường thay mặt cho đồng viện quý vị và khách quý có mặt ở đây xin chúc cho cô dâu và chú rể được thân tâm từ viên bản bằng ngày nữa phương thê và cũng không quên xin chúc tất cả quý vị và các bạn có một buổi tiệc thật là ngon miệng và một ngày mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc và an lành. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ một phút nữa thôi quý vị các bạn sẽ thấy tiếng cô dâu và chú rể sẽ cắt bánh tình yêu để một ngày hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, hôn nhân là sự gắn bó trọn đời trọn kiếp hai trái tim yêu nhau mãi mãi không hề xa nhau. Anh là một nửa của đời em là một nửa của đời anh, khi hai mà một trọn đời bên nhau. Và chiếc bánh ngọt này cũng sẽ nói lên rằng ngày hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2017 nhằm ngày 24 tháng 9 năm Đinh Dậu. Cô dâu Mai Thi và chú rể Du Quân sẽ chính thức là vợ chồng và hai người sẽ cùng nắm chặt tay nhau đi đến ngưỡng cửa tình yêu để dung bồi một cuộc sống mới thật hạnh phúc.
Và câu chuyện của tình yêu sẽ nằm sâu vào trong hành động.